thông báo với anh. Sau này anh tránh xa cô ấy ra. Em là người phụ nữ của anh, anh phải công bố cho cả thế giới để không ai tới làm phiền em nữa. Thanh Lệ, anh cũng là người trưởng thành, anh có từng nghĩ giữa hai người có chướng ngại lớn thế nào không? Anh có tư cách gì nói với tôi mấy lời này? Lẽ nào anh cũng thích cô ấy sao? Sao tôi không có tư cách chứ? Anh đã như vậy mà còn đòi tranh phụ nữ với tôi sao? Con mời bạn gái ăn cơm, không cần mẹ phải tới thanh toán làm gì đâu. Mẹ làm vậy là sao? Cho con xem một thằng nhóc là sao? Nó không phải là nhóc con, nó là con trai em, tên Đô Đô. Thành Lệ à, khuya như vậy rồi còn chưa đi ngủ hả? Con thất tình rồi. Con yêu đương với Tầm Tầm từ lúc nào? Em tính đi hả? Ờ. Tôi đã nói không đồng ý cho em nghỉ việc rồi. Để cho anh không phải ngứa mắt, cho nên em tới nhà chu toàn sẽ tốt hơn. Nhưng anh cứ yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng gì tới công việc đâu. Em sẽ làm việc giống như lúc trước. Mỗi ngày em sẽ tới làm buổi sáng cho anh và đưa anh đi làm. Đó là gì vậy? Ờ, không có gì. Chú Toàn, tới đây, tới đây. Sao anh chậm chạp quá vậy? Em đói sắp chết rồi nè. Đi, đi ăn thôi. Nhất Giảng, sao quay lại nhanh vậy chứ? Đúng là không hiểu nổi. Làm gì vậy? Không đi ăn hả? Ờ, đi chứ. Chúng ta có thể đi ăn chung. Tôi không nuốt nổi đâu. Hai người đi ăn đi, hẹn lần sau. Ê, nè. Đấy. Nhất Giảng, thôi lên xe đi. Bao nhiêu năm rồi sao tán Chu Toàn vẫn không thay đổi chút nào. Lên xe đi. Chu Toàn, mình mới đưa Thành Lệ về nhà xong, giờ mình qua tìm cậu nha. Đường điện khu nhà cần sửa nên hôm nay sẽ cắt điện từ 11 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Chu Toàn, Thanh Lệ đột nhiên có việc, mình phải tới đó đã. Thanh Lệ, anh ở đâu vậy? Em đã thử rất nhiều cách, nhưng không ngờ đèn năng lượng mặt trời vẫn đáng tin nhất, tốt hơn lúc trước rất nhiều rồi đó. Đừng nhìn đèn nữa, nhìn anh có được không? Nè, tôi nói thiệt nha, cái nhà này kỳ lạ lắm. Trừ khi mất điện thôi chứ bình thường trong nhà để đèn sáng 24/24. Bây giờ đường điện sửa xong rồi lại kêu chúng ta cắt điện đi. Đúng là không hiểu nổi. Lái xe chạy hướng ngoại ô phía nam, đi qua cửa hàng qua thì dừng lại.
Đợi tôi ngoài cửa đi. Vẫn còn nhớ mình bị dị ứng phấn qua. Anh ấy định tặng hoa cho ai vậy? Kim Huệ sao? Bị dị ứng thì tránh xa ra một chút đi. Thành Lệ à, anh có ý gì vậy? Tối qua thân mật với tôi, hôm nay lại cố tình lạnh lùng. Lát nữa lại đi tặng hoa cho cô gái khác đúng không? Anh cố tình chọc tức tôi hả? Nhiều đó mà đã không chịu nổi rồi. Như vậy so với ám ức của tôi thì có thấm vào đâu đâu. Là ba tôi. Em xin lỗi. Bây giờ ngày nào em cũng xin lỗi tôi có ý nghĩa gì nữa đâu. Em chỉ muốn xin lỗi anh vì những lời nói lúc nãy thôi mà. Con đã dùng tiền của chủ tịch mua loại rượu đắt nhất đó. Ba uống đi. Đừng tiết kiệm cho bảy làm gì. Đây là thuốc mà ba thích đó. Hắc quá trời, không hiểu sao ba chịu được nữa. Mấy năm nay ba ở đó có khỏe không? Hôm nay là ngày giỗ của ba tôi. Ở trước mặt ông ấy anh giống như đứa trẻ vậy. Khi thấy phiền não tôi thường xuyên tới đây ngồi nói chuyện với ông ấy. Nếu mấy không đi sớm, cuộc đời của tôi sẽ khác. Chưa chắc đã có tiền như bây giờ, nhưng chắc chắn là hạnh phúc hơn bây giờ. Chắc chắn ông ấy mong anh sống vui vẻ, nhất là khi ông ấy không còn ở đây. Như vậy ông ấy sẽ không cảm thấy áy náy. Sao vậy? Hộp quẹt đâu rồi? Vừa rồi tôi còn dùng hộp quẹt mà. Nó là của ba tôi đó. Vậy chắc là ngoài mộ, để em đi tìm thử nha. Nè. Mẹ ạ, mỗi năm con chỉ gặp ba một lần, vẫn chưa nói chuyện được với ba mà. Thành Lệ, em mới gặp một chuyện kỳ lạ lắm đó. Anh... Mỗi năm ngày giỗ của ba con, mẹ đều không cho con tới. Năm nay khó khăn lắm mới tới, mà cứ như đi ăn trộm vậy. Di Đông à? Cô nhận lầm người rồi. Mẹ à, đó là ai vậy? Đứa trẻ đó trông giống y như ba tôi. Yeah.
Lúc anh phát bệnh có phải vô dụng lắm hay không? Không giống đàn ông chút nào, như một con gà bệnh vậy đó. Không có đâu, rất đáng yêu. Anh giống như một con nhím nhổ hết gai vậy, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Lạnh quá, em có thể ôm anh không? Em thì giống như một cái cục bột lông xù vậy đó. Ấm áp thật. Lỗi nha, em về trễ rồi. Không sao, tại hôm qua em ngủ quá trễ. Sao lại có nhiều đồ ăn sáng quá vậy? Anh đói quá, kêu đồ ăn bên ngoài. Đồ bên ngoài hả? Tốt lắm, tốt lắm. Ủa, sao em có vẻ căng thẳng vậy? Hả? Không phải, không phải. Vì em thấy là đã rất lâu rồi chưa ăn đồ ăn sáng bên ngoài. Đổi khẩu vị một chút cũng tốt mà. Lúc nãy có người gõ cửa đúng không? Có đó. Ai vậy? Người giao hàng. Được rồi, ăn đi. Anh ăn nhiều một chút nha. Lát nữa em cùng anh ra ngoài đi dạo nha. Được. Ăn đi. Không ngờ là cuối tuần ra ngoài đạp xe lại thoải mái. Trước đây em thường hay cùng với Chu Toàn dẫn Đô Đô đi xe đạp. Lúc đó tụi em cùng nhau đi xe đạp đôi, nó ngồi ở giữa. Đô Đô hạnh phúc thật đó. Trong ký ức của anh, hình như mẹ của anh chưa từng dẫn anh ra ngoài chơi. Thực ra mỗi người mẹ đều muốn ở cùng con mình. Chủ tịch Thành chắc cũng có nỗi khổ của bà ấy. Thời gian đó là một nữ cường nhân thực sự không dễ dàng. Bà ấy đối với em như vậy còn nói giúp sao? Chuyện gì ra chuyện đó. Hơn nữa, nếu như em là bà ấy, có thể cũng sẽ không đồng ý chuyện hai chúng ta. Nếu em là bà ấy, vì bảo vệ con trai mình, em có nói dối không? Tuy lời nói dối thiện ý cũng là nói dối, nhưng đối với một đứa trẻ mà nói, có thể giấu đi một số chuyện sẽ tốt hơn là nói thật. Hơn nữa tâm lý của mọi đứa trẻ đều không giống nhau. Như là bất kể là chủ tịch Thành hay là em, tấm lòng yêu thương con cũng sẽ không thay đổi. Cho nên dù có một số vấn đề hay lỗi lầm cũng không quá khắt khe, đúng không? Em đang giúp mẹ anh hòa giải hay là đang biện hộ cho lời nói dối của mình gì? Em không có ý này. Cho tới bây giờ anh vẫn chưa tha thứ cho em sao? Thực ra em cũng không dám hy vọng chúng ta có thể trở lại quan hệ như ban đầu. Thực sự được làm bạn là tốt rồi. Vậy nên suy nghĩ tiếp. Hey, đuổi theo đi. Anh có giỏi thì đuổi theo đi. Em đuổi theo không kịp đâu. Không kịp cũng phải đuổi. Nào cô dâu chú rể, thân mật hơn một chút đi. Cô gái nhìn đây nè. Dạ xin chào anh chị. Chúng tôi là công ty áo cưới Bá Tước. Vì nhìn thấy hai người là biết sắp có chuyện vui rồi. Chúng tôi vô cùng chân thành mời hai người tới công ty của chúng tôi chụp ảnh cưới. Công ty áo cưới chúng tôi, nếu khách muốn chụp ở đâu chúng tôi sẽ tới đó. Chúng tôi cũng có thể giúp hai người thiết kế một hành trình riêng nữa, để khách hàng ghi lại những kỷ niệm đẹp trong chuyến đi.
đồng thời còn làm cho hình cưới của hai người trở nên có ý nghĩa hơn. À, thật ngại quá, chúng tôi không phải là người yêu đâu. Đẹp lắm, đẹp lắm. Đây là danh thiếp của chúng tôi. Cảm ơn, cảm ơn. À. Nhìn đây, trước nhìn khi đây. Khi em học phương tôi pháp đi. Tiếp thị cũng đã từng nghiên cứu công ty của họ, đẹp rất lắm. Là đáng học hỏi đó. À, cảm ơn. Anh biết chứ, ông chủ công ty họ ở Sở Chim anh cũng đã từng gặp. Ờ, vậy sao? Được, được rồi. Vậy thì nha. Hay là buổi tối em xin nghỉ phép 2 tiếng, em muốn ghi danh đi học một số hoạt động tiếp thị thị trường, anh thấy có được không? Ừ, đi thôi. Được. Chúng ta đi bên này. Ý tưởng chính của chúng tôi chính là cảm giác hạnh phúc và cả hồi ức. Hy vọng có thể ghi lại khoảnh khắc tốt đẹp nhất của khách hàng trong trạng thái tự nhiên nhất và thoải mái nhất. Cho dù là chụp khoảnh khắc nào hay là trong cả quá trình quay, sau cùng đều có thể trở thành một đoạn hồi ức tốt đẹp của họ. Vậy mời hai cô cứ từ từ tham quan nha. Cảm ơn. Xin chào, có cần tôi giúp gì không? Cảm giác hạnh phúc và hồi ức. Dụ dỗ, đúng là dụ dỗ. Mình nói cậu biết, Mạc Dân Dân này ngay từ đầu đã dụ dỗ Huệ Nhất Giảng. Nhưng mà Huệ Nhất Giảng cứ giả đi như không biết. Hắn không chấp nhận cũng không từ chối. Hai người cứ ở mờ. Tới bây giờ mình cũng không biết hai người họ suốt cuộc có từng bên nhau hay không nữa. Nhưng mà sau đó, người ta đột nhiên tuyên bố lấy người khác. Lấy một gã nước ngoài là một ông già rất có tiền, đá Dân Nhất Giảng đi. Cậu kích động gì chứ, thiệt tình. Huệ Nhất Giảng với cậu chỉ là một người bình thường thôi mà. Chuyện này cậu không quản được đâu. Hơn nữa, người ta không phải ly hôn trở về sao? Sao đây hả? Gặp lại đối thủ khó chịu hả? Thôi mà, không phải. Mình sợ là anh ta không có năng lực phán đoán, tới sau cùng sẽ chịu thiệt thôi. Hơn nữa, người đàn ông mình không có được thì cũng không thể để người khác tùy tiện thu phục như vậy được đâu. Nhưng mà nói gì thì nói á, cũng phải loại như cậu thì mình mới chịu nhường chứ. Thôi đi được rồi đó, đừng có gán ghép bậy bạ nữa. Cậu còn nhớ lần trước không? Làm cho Quệ Nhất Giảng bị đồn tùm lum lên như vậy chưa đủ sao? Đây là chúng ta nợ anh ấy đó. Cậu có phải là bạn thân của mình không vậy? Mình tìm cậu kể lể, cậu từ đầu tới cuối đều nói giúp cho anh ta hết. Nếu không phải thấy tâm trạng cậu không tốt thì mình tuyệt đối không tha đâu. Thực ra thì tâm trạng của mình hôm nay rất tốt. Mình chính là muốn ăn đòn đó. Quê rồi hả? Cũng không hẳn. Nhưng mà so với lúc trước thì tốt hơn nhiều rồi. Tâm trạng anh ấy không tốt nên mình rủ anh ấy ra ngoài đi chơi một chút. Đi đâu vậy? Đó là nơi mà tụi mình thường dẫn Dodo đi chơi đó. Tên Thành Lệ này lúc làm kinh doanh thì còn coi được, nhưng bình thường cứ như trẻ con vậy đó. Cho nên mình có cảm giác đã già rồi mà còn con nhỏ. Không đúng, không đúng, là già rồi mà còn có đứa con thứ hai. Đúng là có đứa con thứ hai mà. Đừng nói nhảm nữa. Em xin lỗi, Chu Toàn tới tìm em, nhưng em không tiện đưa về nhà, cho nên đã tới bảo tàng triển lãm ngồi một chút. Anh biết rồi, anh tới tìm em nè. Có chuyện gì? Anh tìm được địa chỉ của người phụ nữ đó rồi. Anh muốn hỏi em có nên đi không, đúng không? Đi đi, em đi với anh. Ừ. Dì Đồng à, dì già rồi nhưng căn nhà này gần như không thay đổi. Suốt bao năm qua dì chăm con một mình, sống cũng khá ổn đó. Thật ra mẹ của cậu đã cho tôi rất nhiều. Tâm Tâm, em đưa cậu bé này đi lấy quà đi. Ừ, dạ, đi thôi. Ý của dì là mẹ con cũng biết chuyện này sao? Mau, ai là người nhà của Triệu Dương Lâm? Tôi. Bà ký tên đi. Tôi. Tiền tiết kiệm giấy tờ dài đều cho cô. Cô rời khỏi vụ Mỹ Linh đi. Tiểu Mẫn, tôi biết là tôi có lỗi với cô, nhưng tôi mang theo một đứa bé chưa ra đời, thực sự đã cùng đường bí lối. Nếu không tôi cũng không đem chuyện của Thành Lệ ra để ép cô. Chuyện này cô cũng đã làm rồi, bây giờ lại tỏ vẻ người tốt, liệu có quá giả tạo hay không? Tôi thật lòng muốn tốt cho cô mà. Cô cũng có con mà. Thành Lệ lại gặp phải chuyện như vậy, cô đưa cả nhà cửa và tiền tiết kiệm cho tôi. Dù Mỹ Linh còn có biết bao nhiêu việc phải làm, vậy cũng phải làm sao. Tôi chỉ muốn sống tốt một chút, nhưng không hề có ý cướp hết tất cả của cô đâu.
Dù Mỹ Linh là sự nghiệp của tôi, có sự nghiệp rồi tôi không sợ gì hết. Tôi sẽ không dùng cuộc đời của mình để đi cướp chồng của người khác, có con riêng với chồng của người khác, sau đó sống dựa vào di sản của người đàn ông. Con cứ nghĩ gì là bạn của mẹ con. Đó chỉ là cái cớ để được ở lại bên cạnh ba cậu mà thôi. Thực ra suốt bao năm qua tôi vẫn luôn nợ cậu một lời xin lỗi. Nếu không vì tình cờ gặp được, cả đời chị cũng không tới xin lỗi con đâu, đúng không? Lệ Lệ à, lúc đó cậu bị thương, cậu bị di chứng nặng nề nữa. Tôi đã hứa với mẹ cậu là sẽ không xuất hiện nữa. Dù sao thì sự thật đối với cậu mà nói cũng hơi tàn nhẫn. Cậu thương ba cậu như vậy, nếu cậu biết ông ấy phản bội cậu và mẹ của cậu, chúng tôi lo cậu không chịu đựng nổi. Vậy chị nghĩ bây giờ con chịu đựng được hay sao? Vì và mẹ con chỉ viện cớ để bảo vệ con, che giấu con. Hai người nghĩ làm như vậy có thể bảo vệ được hình tượng ba trong lòng con sao? Nhưng thứ con cần không phải là hình tượng một người cha giả tạo, mà là một sự thật để con có thể nhìn thẳng vào kia. Cậu có thể trách tôi, nhưng không thể trách mẹ cậu được đâu. Sao hả? Hai người đi tới mức có thể thấu hiểu cho nhau rồi à? Mặc dù mẹ của cậu tính tình có hơi lấn át, nói năng khắc nghiệt, tôi không thích cô ấy chút nào hết, nhưng mà tôi rất khâm phục cô ấy. Cô ấy vì bảo vệ cậu, bảo vệ hình tượng của ba cậu mà che giấu sự thật, ôm hết mọi khổ sở tự một mình gánh chịu, sau đó lại dựa vào mối vụ Mỹ Linh lại làm lại từ đầu. Bây giờ đã có cả sự nghiệp và tài sản. Trước kia tôi cứ nghĩ cướp được chồng của cô ấy là đã thắng cô ấy. Về sau tôi phát hiện cả đời này tôi cũng không thắng nổi cô ấy, vì cô ấy đã không hề cho tôi một chiến trường để có thể cùng cô ấy đọ sức nữa. Mẹ, mẹ coi con đã đạt được điều ước gì rồi nè. Sao quay bị chi? Đúng đó, đúng đó. Cảm ơn anh nha, anh. Em kêu anh là gì? Là anh. Không lẽ anh muốn em kêu anh là chú hả? Kêu anh là đúng rồi. Tên của em là gì? Triệu Nghiêm, còn anh? Thành Lệ. Vậy hai chúng ta ghép lại là Nghiêm Lệ. Thôi anh về đi, học hành chăm chỉ đó. Tạm biệt. Chừng nào mới gặp lại anh vậy? Từ nay cứ tới ngày giỗ của ba em, chúng ta sẽ cùng nhau đi tảo mộ. Quân tử nhất ngôn. Quân tử nhất ngôn. Đi uống rượu cho anh đi. Uống rượu giữa ban ngày hả? Lấy đậu phộng, đậu tương, diễn nghêu xào cây, và lấy một chai rượu luôn nha. Được, có liền. Món ăn vẫn vậy, nhưng mà hương vị thì khác. Trước kia anh đã từng tới đây sao? Từ đây tới công xưởng dù Mỹ Linh đi bộ chưa tới 10 phút. Lúc còn nhỏ khi ba mẹ của anh tăng ca, họ hay kêu anh ở đây ngồi chờ, sau đó thì gọi vài món ăn và thêm một chai rượu, ăn xong thì cùng nhau về nhà. Ông chủ. Dạ. Cho thêm một chai rượu nữa đi. Dạ được. Em làm gì vậy? Anh uống một bình thì chán lắm, em uống với anh. Xin mời. Mời cô bé. Cạn ly. Anh thấy mình rất đáng thương, nhưng mà sau khi nhìn thấy Triệu Nghiêm, anh thấy nó còn đáng thương hơn anh. Một đám người lớn vô trách nhiệm, cứ cho nó một cuộc đời nó không thể không đón nhận. Hãy
chủ tịch. Chủ tịch, mẹ cũng tới rồi hả? Cảm giác thân quen lắm đúng không? Giữa ban ngày ban mặt mà cùng nó uống rượu sao? Con nghĩ anh ấy uống chút rượu thì sẽ dễ chịu hơn. Với lại anh ấy cần chủ tịch uống chung. Mẹ, con nhớ là hồi đó mẹ rất thích cười mà. Nhưng mà những năm qua nụ cười của mẹ như thế nào con cũng không nhớ. Đi mà cười một cái. Mẹ ơi, mẹ cũng già rồi, có nếp nhăn rồi đó. Được rồi, con uống nhiều rồi. Con không uống nhiều thì sao nói thật được. Con đã gặp thằng bé Triệu Nghiêm rồi, so sánh với nhau mới thấy là con thật sự không giống ba. Con quá giống mẹ. Cái mặt lúc nào cũng căng thẳng, từ cái tánh cho tới sĩ diện, con giống y chang như mẹ vậy. Mặc dù con không thích cách làm của mẹ, nhưng mà những năm qua mẹ chất giả rồi. Mẹ nghe nè, có câu nói này sau này con sẽ không nói lại nữa. Những lời dễ nghe khó nói ra tới như vậy sao? Nó chẳng phải giống mẹ sao? Mau đưa nó về nhà đi. Bà từng tưởng tượng vẻ mặt cô ấy khi biết được sự thật. Có từng nghĩ là tình hình sẽ như lúc này không? Coi bộ nó trưởng thành thật rồi. Vậy không biết chuyện còn lại bà muốn khi nào cho anh ấy biết? Từ từ thôi. Cẩn thận. Nằm xuống đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sinh nhật vui vẻ. Sao em biết hay vậy? Hôm nay là sinh nhật của nó, nấu tô mì trường thọ cho nó đi. Dạ. Đi thôi. Mì trường thọ của anh đâu? Em nấu cho anh rồi. Anh ngủ lâu quá nở hết rồi. Em không biết giờ anh dậy thì mới nấu hả? Sao mà không có kiến thức thông thường gì hết vậy? Thì em nghĩ là để nấu thử coi thế nào. Lỡ như không ngon thì sao? Anh ăn bánh kem trước đi. Hả? Đợi chút. Tăng, cái này là em bảo hiểm tính mạng mua cho anh đó. Em điên rồi hả? Anh làm gì vậy? Lần đầu tiên em mua hoa cho con trai đó. Đây cũng là lần đầu tiên anh nhận hoa của con gái. Vậy sao anh lại ném đi? Ai muốn nhận hoa của em đâu chứ. Lỡ dị ứng lại đi bệnh viện thì sao đây hả? Em nói đi, làm chuyện vô bổ như vậy rốt cuộc là quý gì đây? Anh hung dữ như vậy, em chỉ nghĩ là
Nghĩ cái gì? Nói coi. Em chỉ nghĩ là thông thường lúc con trai tỏ tình với con gái đều sẽ tặng hoa, cho nên em chỉ nghĩ tới tặng hoa thôi. Câu trước đó là gì hả? Thông thường con trai tỏ tình với con gái đều sẽ tặng hoa. Em muốn tỏ tình với anh sao? Ừ. Em phải suy nghĩ cho kỹ đó nha. Lỡ như anh từ chối em thì tính sao đây? Em có nghĩ tới chuyện này, nhưng mà cho dù có bị từ chối thì em cũng sẽ nói. Dù sao anh cũng bị em từ chối mấy lần rồi. Lần này nếu bị thì coi như què đi. Lúc đó anh đơn giản là tỏ tình, bây giờ em phải xin anh tha thứ cho em trước. Vậy mà coi như què sao? Lòng tự trọng của anh cao vậy, em có chịu nổi không? Em lớn tuổi hơn anh, em đã từng ly hôn và có con nữa. Nhìn thế nào cũng thấy chúng ta không xứng với nhau. Cho nên em đã đặt ra cho mình vô số trở ngại khi yêu anh, sau đó sợ sệt với bản thân. Tình yêu không xứng đôi chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Cho nên em sợ thua, em rất nhát gan, giống như chưa từng ra sân. Em đã bỏ quyền thi đấu rồi. Sao mà em nhát gan vậy? Em nhát thật đó. Nhưng mà mỗi khi nhìn thấy anh, em liền cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Chỉ có lúc đó em mới cảm thấy mình vẫn còn sống. Thành Lệ, em yêu anh. Em thực sự rất yêu anh. Em cũng cảm nhận được anh rất yêu em. Thành Lệ, em không muốn vì một tương lai không chắc chắn mà phủ nhận hiện tại của chúng ta. Cuộc đời của con người rất ngắn ngủi, không ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên em muốn cùng với anh sống vui vẻ mỗi ngày. Nếu anh không yêu em nữa, em cũng không hối hận. Từng được anh yêu, em đã may mắn rồi. Cảm ơn em. Em chính là món quà tốt nhất của anh. Em khóc gì vậy? Tỏ tình thành công thì phải cười lên chứ. Em không phải. Em chỉ là em cảm thấy hình như là anh vẫn còn yêu em, nhưng em lại lo sợ mình nghĩ nhiều quá. Ngốc quá. Từ lúc bắt đầu tới bây giờ á, anh luôn rất yêu em à. Anh yêu em nhiều hơn là em yêu anh đó. Là cái gì vậy? À, đâu có gì. Thực ra anh biết mất điện từ lâu rồi, nhưng cố ý không nói với em biết, chính là muốn em đến cứu anh đúng không? Từ giây phút đó em đã biết anh yêu em, anh cần em. Còn có chuyện này em chưa biết. Thật ra tối hôm đó đường dây điện đã sửa xong rồi, nhưng mà anh nhờ người ta ngắt cầu dao. Sao anh lại mưu mô dữ vậy chứ? Ai kêu anh dễ hết giận như vậy chứ. Đúng là anh cảm thấy mình dễ dãi thật đó, thấy không vui, cho nên không muốn đem vui sớm như vậy. À còn nữa, em phải cảm ơn Dương Đông đó. Con người anh đúng là nhỏ nhen. Bởi vì anh nhỏ hơn em. Anh là em trai của em mà. À, anh làm gì vậy? À, anh muốn làm gì vậy hả? Mở quà sinh nhật của anh. Bỏ em xuống đi, em vẫn chưa chuẩn bị xong mà. Còn anh thì chuẩn bị xong rồi. Em
Em muốn về phòng của em. Không được, phòng xa quá. Ở bên cạnh thôi mà. Giờ anh chỉ có thể chấp nhận khoảng cách một chiếc giường với em thôi. Trong đầu em đang nghĩ lung tung gì vậy hả? Anh chỉ muốn ôm em thôi mà. Tối nay không được động tay động chân với anh đó nghe chưa? Đây không phải là nằm mơ đâu, là thật đó. Đi